2 đô một đồng các bạn. Đầu tiên bạn đi để tham gia việc tham gia nhá, bạn đi phụ nữ bắt lúc ta để chọn nước cấp cha nha các bạn. Sau khi nước cấp cha xong các bạn nó ra một cái giao diện gì các bạn, bạn vô channel và kênh group rồi follow theo word và request và pinboard subscribe gì mình có đã tham gia dòng dòng 2 rồi nên mình mấy nhiệm vụ này mình làm rồi và mình làm rồi nha các bạn. Các bạn bấm vào nút submit via sun. Chết mẹ nó ra. Rồi các bạn bấm vào connect tab. Rồi các bạn điền cái follow theo word request the pinbot. Ghi username theo word nha các bạn. Các bạn vào setting mà copy ở cộng win vnnh9 username này quá dễ rồi, ai cũng biết rồi. Rồi các bạn mở ra lấy cái đường link và profile YouTube của mình nha các bạn. Thấy bạn các bạn follow đăng ký kênh của nó nha các bạn. Rồi các bạn kênh YouTube của mình ra rồi. Các bạn bấm vào ba dấu gạch nè, các bạn bấm nút chia sẻ nè. Các bạn bấm sao chép liên kết nè. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ Ethereum C20 wallet bên dưới chút wallet nha các bạn. Mình không biết tham gia dòng nào nữa mà nó về mình 20 tốc càng AMU nữa. Con này hình như là chưa list sàn, dự kiến của nó là list sàn. Có gì mình thông báo các bạn list sàn nào cho các bạn bán nha các bạn. Để cho phi tốc càng cho phi thì mình nhận thôi. Rồi mình đã nhận được 10 tốc càng AMU nha các bạn. Các bạn bấm vào get link mà lấy liên kết chia sẻ bạn bè và người thân. Rồi các bạn bấm vào balance. 1 tốc càng AMU giá trị khoảng 2 đô ạ. Vậy video mình kết thúc trận này. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn nhớ bỏ like một like và subscribe để cập nhật những video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.